Đối với các quốc gia đã phát triển thống vũ khí tôn giáo lâu đời tại Âu Châu, ngôi nhà thờ xây dựng 100 năm là điều rất bình thường. Chúng ta sang châu Âu, chúng ta sẽ thấy có những ngôi nhà thờ chính tòa xây dựng cách đây 700-800 năm. Hầu hết những nhà thờ chính tòa ở bên Pháp đều được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 12, thế kỷ thứ 13, tức là bây giờ hơn 800 năm rồi. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta, ngôi nhà thờ 100 năm không phải là quá nhiều, bởi vì giáo hội Việt Nam là một giáo hội non trẻ. Hơn nữa, đất nước Việt Nam là một đất nước đã trải qua nhiều chiến tranh và thường xuyên có thiên tai lũ lụt. Cho nên những ngôi nhà thờ 100 tuổi được kể là hiếm có trong tổng giáo phận của chúng ta. Hôm nay dâng lễ tạ ơn tại ngôi nhà thờ này, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta được mời gọi nhìn lại 100 năm đã qua và sự tồn tại của ngôi nhà thờ này như là chứng nhân về đức tin, chứng nhân về lịch sử và chứng nhân của quyền năng Thiên Chúa. Quả vậy, trước hết chúng ta thấy ngôi nhà thờ này là chứng nhân của đức tin. Mái nhà thờ này giống như là vòng tay của người mẹ che chở biết bao nhiêu người con cái của giáo xứ Nghĩa Hải này. Trong ngôi nhà thờ này 100 năm qua có biết bao người đã được sinh ra qua bí tích lời cầu, có biết bao nhiêu người được nuôi dưỡng lớn lên qua bí tích thánh thể, có biết bao nhiêu người đã đến nhà thờ này những bạn trẻ nam nữ để kết hôn với nhau, kê cố với nhau, sống trong ơn Chúa để nên vợ nên chồng. Trong ngôi nhà thờ này có biết bao nhiêu người đã kết thúc hành trình trần thế và đã đến ngôi nhà thờ này để dâng lễ lần cuối cùng, đến ngôi nhà thờ này để gặp gỡ cộng đoàn, đến ngôi nhà thờ này để nói lời tạ biệt. Vì thế mà ngôi nhà thờ này là chứng nhân của đức tin 100 năm qua đã biết bao nhiêu người được sinh ra, được lớn lên trong đức tin, để rồi đức tin của họ từng bước trưởng thành vì họ được nuôi dưỡng bằng các bí tích và được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngôi nhà thờ này biết bao lần chứng kiến những tín cố quan trọng của cuộc đời người Kitô hữu, để rồi họ càng ngày càng gắn bó với Chúa, gắn bó với giáo hội và gắn bó với đời sống đức tin. Chúng ta thấy ngôi thánh đường này cũng là chứng nhân của lịch sử. Giáo hội Việt Nam cũng giống như giáo hội bắt đầu ở Jerusalem và giáo hội ở Roma, có nghĩa là thời đầu đức tin Kitô giáo mới được loan báo trên mảnh đất nước này, thì đã có những cuộc bách hại vô cùng tàn khốc. Vì thế mà lịch sử giáo hội Việt Nam được ghi bằng những dòng máu của các thánh tử đạo và của các anh hùng tử đạo. 100 năm qua, giáo xứ của chúng ta, ngôi nhà thờ này cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm gian khó. 100 năm qua, theo các nhà sử học, có thể nói là một thời điểm có nhiều biến động nhất trong lịch sử. Lịch sử của dân tộc đã chứng kiến nhiều biến động, chứng kiến nhiều thay đổi, chứng kiến nhiều khó khăn và chứng kiến những biến cố quan trọng. Có thể đó là những biến cố gây đau thương, nhưng đó cũng là những biến cố làm cho đất nước quê hương được phát triển. Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử giáo hội 100 năm qua, đó là lịch sử đầy gian khó. Như chúng ta biết, sau năm 1954, đất nước chia đôi và một phần lớn những người Công giáo miền Bắc đã di cư vào Việt Nam.
cho nên các giáo xứ hầu như bị hoang tàn, các nhà thờ không được tu bổ. Lý do bởi vì giáo dân đã di cư vào Việt Nam, nhưng mà cũng có một lý do khác, đó là chính quyền lúc bây giờ khó khăn, cho nên gây khó dễ đóng cửa các chủng viện và không có nhân sự để dạy giáo lý, không có linh mục để giúp các cộng đoàn đi thư hữu. Những việc xây sự nhà thờ vô cùng gặp khó khăn, là để cộng với sự nghèo khó của người dân trong những thập kỷ bây giờ. Chính vì thế mà như chúng ta vừa nghe được sự qua lại 100 năm của cộng đoàn Đức Tin, có nhiều thập kỷ không có cha xứ nơi đây, cho nên có nhiều người đã bỏ nhà, có nhiều người không được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và các kinh thánh, có nhiều người không được dạy dỗ giáo lý, có nhiều người không được quy tụ để tham dự thánh lễ. Chính vì thế mà có nhiều cộng đoàn Đức Tin ở miền Bắc của chúng ta đã bị xóa sổ, bởi vì không có người để nuôi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ và phục vụ các cộng đoàn. Ngôi nhà thờ này là chứng nhân của những năm tháng thăng trầm khó khăn ấy, và cũng là chứng nhân của những hồi sinh nơi cộng đoàn của chúng ta. Mặc dù có những thăng trầm, mặc dù có những khó khăn, nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa vì vẫn có những người giáo dân can đảm, vẫn có những người giáo dân trung thành với giáo hội. Họ bất chấp mọi khó khăn, mọi đe dọa để trung tín với giáo hội, để duy trì di sản của các bậc tiền nhân để lại, đó là di sản đức tin và di sản vật chất. Cho nên 100 năm qua nhìn lại, chúng ta thấy ngôi nhà thờ này là chứng nhân của lịch sử. Ngôi nhà thờ này đã kể lại với chúng ta những năm tháng khó khăn, những thăng trầm, những biến động. Mà đối với thế hệ trẻ ngày nay, có những câu chuyện của thời bao cấp, có những câu chuyện cách đây vài thập kỷ, 30-40 năm, họ thấy gần như không thể tưởng tượng được. Mà đó vẫn là sự thật của một giai đoạn lịch sử xã hội. Nhưng trên hết, chúng ta đang nói ngôi nhà thờ này là chứng nhân của đức tin, là chứng nhân của lịch sử. Quan trọng hơn cả, ngôi nhà thờ này là chứng nhân cho quyền năng của Thiên Chúa và ân huệ cao cả của người. Chúa Giêsu đã lập giáo hội của người. Người tuyên bố với Thánh Phêrô, con là đá trên đá này, Thầy sẽ xây dựng giáo hội của Thầy. Giáo hội này bền vững, mà quyền năng của hoàng hậu không thể làm gì, như chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm. Chính vì thế mà giáo xứ Nghĩa Hải của chúng ta là một phần của giáo hội hoàng hậu. Nơi đây có giáo hội duy nhất thánh nhiệm công giáo và công trị. Nơi đây chúng ta có những người thờ phượng Chúa, và nơi đây có Chúa hiện diện với chúng ta. Chính vì thế mà 100 năm qua ngôi nhà thờ này là bằng chứng cho quyền năng tình yêu thương của Thiên Chúa. Những mưu mô của con người không thể nào phá được giáo hội của Chúa. Người ta có thể giết được những tín hữu, nhưng người ta không thể giết được đức tin. Người ta có thể phá được một ngôi nhà thờ, nhưng người ta không thể phá được giáo hội. Bởi vì giáo hội không phải là công trình của con người, mà giáo hội là công trình của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu Kitô lấy máu mình để mà sinh ra giáo hội, lấy máu mình, lấy mạng sống mình để mà thiết lập giáo hội. Và giáo hội của chúng ta có Chúa Thánh Thần là linh hồn hướng dẫn, soi sáng để làm cho giáo hội trải qua mọi biến động của thời gian luôn luôn bền vững, phát triển và thăng tiến như chúng ta thấy ngày hôm nay. Vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em là những vị giáo dân của giáo xứ Nghĩa Hải, ngày hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan tạ ơn Chúa, nhìn lại 100 năm lịch sử của ngôi nhà thờ, gần 200 năm lịch sử truyền giáo nơi đây, chúng ta được mời gọi tiếp nối các bậc tiền nhân để viết lên những trang sử huy hoàng lịch sử của giáo xứ. Ngôi nhà thờ này là người mẹ đã thương ban chúng ta, là người mẹ đã sinh ra chúng ta có cái kiếp rửa tội, là người mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta bằng lời Chúa và bằng các bí tích. Ngôi nhà thờ này cũng như là người mẹ che chở chúng ta những lúc gặp gian khó thất bại ở cuộc đời,
chúng ta đến với nơi này để tâm sự với Chúa, để than thở với Chúa, để giải bày với Chúa và để đón nhận những lời giáo huấn của Chúa, đón nhận lời giáo huấn của giáo hội. Vì nhờ đó mà chúng ta trở về với cuộc đời, chúng ta mang theo nghị lực mới, sức mạnh mới, niềm tin mới và cuộc sống trở nên nhẹ nhàng đối với chúng ta. Chính vì ngôi nhà thờ là người mẹ mà mỗi người chúng ta có bổn phận yêu mến ngôi nhà thờ này, cũng như chúng ta có bổn phận hiếu thảo và yêu mến người mẹ đã sinh ra mình. Tôi được biết quý ông bà và anh chị em là những người giáo dân của giáo xứ Nghĩa Hải ngày hôm nay, vì cuộc sống cho nên đi khắp mọi nơi để buôn bán, để làm ăn, để sinh sống. Nhưng mà chúng ta đừng quên, hãy trở về với ngôi nhà này, hãy trở về với người mẹ này để đón nhận những giáo huấn thiêng liêng, để đón nhận dòng sữa mẹ. Đó là ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta gắn bó với quê hương, khi chúng ta gắn bó với giáo hội và khi chúng ta gắn bó với truyền thống, với những kỷ niệm của thời thơ ấu. Nhìn lại 100 năm của ngôi thánh đường, chúng ta không quên các bậc tiền nhân. Có những vị là thành viên của ban hành giáo, của hội đồng giáo xứ đã hy sinh vất vả, gian nan để mà gìn giữ ngôi nhà thờ này, nhất là những năm tháng khó khăn sau khi một số đông anh chị em của chúng ta đã di cư vào Việt Nam, giáo hội miền Bắc vô cùng khó khăn. Có người đã sánh ví giáo hội miền Bắc sau năm 1954 giống như một thân thể bị đánh bầm dập đầy thương tích. Nhưng Thiên Chúa đã chứa cho thân thể ấy được hồi sinh và Thiên Chúa đã ban bó cho thân thể ấy được chữa lành khỏi mọi thương tích để rồi họ được trong món vun tưới gọi ơn của Chúa Thánh Thần. Và thiện chí cố gắng của mọi người, giáo hội của chúng ta ngày hôm nay đã hồi sinh và đang dần dần lấy lại những chuyện nét đẹp của truyền thống đã lâu đời qua các bậc tiền nhân để lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Nhưng việc xây dựng ngôi nhà thờ này 100 năm không phải chỉ đơn thuần là một sự kiện của lịch sử xa xưa. Ngôi nhà thờ này cũng nhắc bảo mỗi người chúng ta hãy cố gắng để sống ơn gọi của người Kitô hữu, bởi vì tâm hồn mỗi người là một đền thờ của Chúa Ba Ngôi, đền thờ nơi Chúa Thánh Thần Đường. Tâm hồn mỗi người là nơi mà chúng ta ca tụng quyền năng của Chúa, cũng như chúng ta đón nhận ân sủng dồi dào của người. Vì thế 100 năm ngôi nhà thờ này, rồi xa hơn nữa, một thời gian nữa có thể ngôi nhà thờ này không tồn tại, nhưng tâm hồn của chúng ta thì tồn tại mãi mãi để chúng ta được về với Chúa, chúng ta được tôn nhân Thánh Chúa nếu chúng ta trung thành với Chúa và chúng ta tồn tại với người. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa trả công bồi hồi cho quý vị anh em ở nhiều giai đoạn khác nhau đã tồn tại với giáo xứ chúng ta để xây dựng, để tôn tạo, để tu sửa, để trang điểm ngôi thánh đường này mỗi ngày một đẹp hơn, để diễn tả hình ảnh của giáo hội, diễn tả hình ảnh của đức tin và diễn tả hình ảnh tâm hồn của mỗi người tín hữu chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn giáo xứ cũng như cho những người đang hiện diện trong thánh lễ này, để niềm vui của chúng ta không dừng lại nơi ngôi thánh đường, không dừng lại ngày hôm nay, nhưng đến với mọi nẻo đường của cuộc sống và niềm vui ấy tràn trề như đại dương, để mặc dù chúng ta ở đâu, làm gì, sống ở bờ sống nào thì luôn luôn được tận hưởng niềm vui mà Chúa ban qua giáo hội của người. Amen.